mà sẽ mở hộp đồ chơi Lego Chima thêm một bộ Lego Chima nữa. Đây màu đỏ. Lego Chima màu đỏ. Đây là hướng dẫn để mình chơi đấu với nhau, thách đấu với nhau. Wow. Đã chưa? Các bạn biết Lego Chima này tên gì không? Các bạn comment bên dưới nha. Có lẽ có bộ cá sấu rồi. Bây giờ là bộ này bộ gì đây? Con xem đi xem coi, giống con sư tử quá. Con rồng. Bộ này giống bộ con rồng quá. Con rồng đúng không các bạn? Bây giờ con này sẽ tháo ra. Cùng nhau tháo bộ đồ chơi nào. Wow, cứng quá. Xé ra luôn. Các bạn ơi, các bạn nhớ theo dõi game GTA đó người ta đó, GTA 5, GTA 5 ở bên kênh Cu Lì Siêu Nhân nha. Con này sẽ up game đó bên Cu Lì Siêu Nhân. Các bạn nhớ đón theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký giùm kênh Doraemon Toy nữa nha. Rồi, khó tháo quá. Nó không có chỗ để con liệt tháo cái nắp này à. Khá là cứng. Hay à. Con này xé. Trời ơi, cái hộp cứng nhắc à. Xé cực khổ luôn các bạn. Ây da. Ây da. Cái này các bạn có kéo á, các bạn kéo nó nhanh hơn. Dùng kéo cắt nó ra. Thôi thẻ. Cầm thẻ trước đi. Lá bài. 5 lá bài. Lego Chima. Wow. Kim cương. Để xem một bên. Xé tiếp. Ây dù. Cứng quá. Nhựa này là nhựa cứng. Cho nên xé rất là cực. Được một miếng rồi. Yeah. Tiếp tục. Yeah, con này tháo này được rồi. Một mớ. Ow. Cứng quá đi. Mở ra luôn, mở ra. Đó. Hoàn thành. Oh my god. Đã quá. Oh. Đây là bản hướng dẫn. Lắp ráp. Mình xem coi hôm nay cái món đồ chơi sẽ là cái gì. À, một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn. Chúng ta hát một cái vòng tròn cho xe bay qua luôn. Lên dây cót và cho xe bay qua luôn. Còn bên đây là lắp ráp. Đây là đồng hồ để đeo lên xong rồi gắn Chima lên đây. Đó, cô này đã giới thiệu trong những cái Lego Chima lần trước rồi. À, vũ khí Chima màu đỏ. Đây là những cục kim cương đúng không? Để đấu ăn với nhau. Thì với nhau và ăn những cục này. Xong. Chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp Lego Chima. Xé mập. Yeah. Đầu tiên là cô Lì sẽ lắp áo chàng cho anh này. Áo tràn vô nữa. Yêu, cứng quá. Rất khó nhét vô các bạn. Nó không chịu vô. Vô rồi. Gắn cái đầu vào. Các bạn nhớ đón theo dõi những game GTA GTA 5 bên kênh Cu Lì Siêu Nhân nha. Xong. Ồ. Đấy, gắt vũ khí. Mình kiếm. À, những cục kim cương nó cho ra ngoài. À, mình cho xem một bên đi. Bạn cũng dẫn đâu. Đây. Mà phải như hai đáp vòng tròn này nè. Đây. Mày thấy chưa?
làm được cái đó thì mình sẽ làm những bước nhỏ trước. Con này sẽ làm cái này. Một cái. Nó kêu là hai cái lận. Một. Hai. Một. Một cái nữa là xong. Xong. Để xem một bên. Tiếp tục. Chúng ta sẽ lắp ráp phần này. Một miếng. Hai. Ba. Bốn. Xong. Ta nói lại. Giống như hình. Ghép lại chúng lại với nhau. Nhà đã xong. Bước số 3. Một miếng cho nằm ngang. Một thanh cho nằm trên. À, chúng ta còn thiếu hai cục màu xanh nữa. Hai cục xanh cho nằm đằng trước. Quỳ thiếu rồi. Giờ chúng ta sẽ làm cái vòng quay. Muốn làm cái vòng quay này, chúng ta làm những bước này nè. Đó, chúng lại với nhau. Cô lại sẽ nối lại. Gắn những cái này mà gọt lại. Cô lại hiểu rồi. Đây, những cục đó này các bạn. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cô Lầy TV để là người nhận được những video đồ chơi và video nghe mới nhất nha. Xong cái này nó nối lại đây. House. Quay lưng lại. Như vậy nè. Tiếp theo. Làm tiếp tục. Đúng lắm. Thôi mình nói lại. Nói vô hết luôn nha. Mình nói vô hết luôn rồi mình gắn lên cho nó dễ. À, nhiều lắm. Đây nữa nè. Thêm vô. Xong. Cái vòng quay khá bự. Ha, chắc được. Đó, vì hồi sẽ gắn cục đỏ này lên. Cũng khá là đơn giản, không có khó. Các bạn thấy chưa? Này hình như là 1, 2, 3, 4. Để quỳ đếm ha, quỳ đếm xem. À các bạn ơi, à, chỗ này quỳ rất sai. 1, 2, 3, 4 là nằm đây. Vậy là đúng rồi. Nó sẽ nằm như vậy nè. Hôm nay mình tiếp tục nói y chang lại. Ừ, cứ tiếp tục như vậy, tính hết luôn. Hoàn thành. Wow. Đây cô lại sẽ ra
trắng tròn tròn lại nha. Sẽ bẻ tròn tròn lại. Cẩn thận. Cho nó tròn. Nó tròn lại. Đó. Gần xong. Nói lại nha. Wow. Đó, các bạn thấy chưa, một vòng tròn rất đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp ráp lên thành hồi nãy cô Lì đã ráp nè. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ có một cái này như đây. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của cô Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Ow, sao nó không dính vô? Cô Lì còn thiếu. Xúc ra rồi. Ok. Đã được. Wow. Giờ đã xong rồi. Bây giờ chúng ta cần lắp ráp một chiếc xe nữa là xong. Cái vòng. Tiếp theo, chiếc xe này giống nhau cho nên cô này sẽ lắp lại nha. Các bạn chờ tí. Hoàn thành. Đây. Mẫu xe Lego Chima. Con rồng đúng không các bạn? Xong rồi, giờ chúng ta cần mẫu Chima nữa là xong. Mình gắp cái vũ khí Chima đã. Này còn thiếu xíu chỗ này, thêm hai cái nữa là xong. Wow, con này là vũ khí có thể cầm nè. Hey, trước khi cầm chúng ta sẽ gắn một màu xanh ly nữa nè. Mình sẽ tháo ra. Mình sẽ cho anh Chima vô. À, trời ơi, rất là lâm luôn. Mình lính hơi bị lỏng một chút. Nó ngay khớp này sẽ bị cọc một cái là nó sẽ dính cái nhắc. Wow. Này chúng ta sẽ chơi. Đặt viên bi ở đâu đây? Viên bi mình cho ở đâu đây? Các bạn, viên bi ở đâu? Mình để ở giữa nha, ở giữa cho nó bay qua luôn. Mình sẽ để xéo. Rồi, dọn đường nè. Dọn đường, dọn đường. Đặt hàng cây xanh lên. Đã chưa? Vậy có. Mình sẽ kèm cây xanh nha, các bạn dễ nhìn. Wow.
này thấy rõ không? Đèn rớt rồi. Xa xa nha. Rồi, lần vừa thì bên kia có. Đây. Thử động cơ nào. Ú da, học rồi. Lại. Chị mà bị rớt ra. Lên dây nào. Chuẩn bị chạy nha. Các bạn xem nè. Rồi chị mà sang một bên luôn đi. Cho dễ cầm. Các bạn sẽ đưa cây vào. Lên dây có. Chạy nè. Trời ơi. Cái gì văng tùm lum luôn. Lại một lần nữa. Chạy lệch qua sang một bên. Này nó mới dính. Rồi lên dây tóc. Wow, không có ai qua được. Một lần nữa.